Xin chào mọi người, nếu bạn thích khám phá những điều mới mẻ và giải trí nhẹ nhàng, thì đây chính là kênh dành cho bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nghề nghiệp hấp dẫn, đặc biệt là nghề điện lạnh. Bạn sẽ được học từ những kỹ năng cơ bản đến nâng cao, cùng với đó là những mẹo vặt siêu hữu ích cho công việc. Bạn yêu thích âm nhạc, kênh Đời Sống Thu Vi cũng có rất nhiều bản nhạc nhẹ nhàng, du dương giúp bạn thư giãn sau một ngày dài. Còn nếu bạn là fan của nhạc trẻ sôi động hay EDM, đừng lo nhé. Chúng mình luôn cập nhật những bản hit hot nhất, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ xu hướng âm nhạc nào. Không chỉ âm nhạc, Đời Sống Thu Vi còn có vô vàn nội dung giải trí khác, từ những video hài hước, cười bể bụng, đến những thử thách kịch tính, hấp dẫn. Bạn sẽ không bao giờ thấy nhàm chán khi theo dõi kênh của chúng mình đâu. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nhé. Chúng mình sẽ luôn cố gắng mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn và bổ ích nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Đời Sống Thu Vi. Tạm biệt nha!